Đấy, các bạn thấy không, mình sẽ vôi nha các bạn nha. Thế mình lấy vôi, bắt đầu là mình lấy vôi này, vôi này, vôi bột nha các bạn. À, không phải vôi, vôi cục các bạn ạ, à. Vôi dùng cho nông nghiệp, vôi cục các bạn nha, vôi nóng các bạn nha. Các bạn về làm sao để cho nó bở ra này các bạn này. Đấy, các bạn để ẩm ẩm cho nó bở ra cái này, bắt đầu các bạn rắc lên mua nấm cho các bạn nha. Mình làm cách của mình thôi các bạn, không biết các bạn làm thế nào thì các bạn làm. Đây là mình chia sẻ của mình thôi nha các bạn. Đó, các bạn nào có ý kiến là hay thì các bạn góp ý cho mình với nha. Đấy, hôm nay gọi là mình đã thu lần thứ tư rồi các bạn, thu được 4 ngày rồi. Ngày mai là ngày thứ năm nha các bạn, ngày thứ hai, mai thứ năm chắc cũng được thêm vài chắc được thêm 2-3 ký nữa các bạn ạ, chắc vét được 2-3 ký nữa. Thì nấm nó vẫn còn nha các bạn, nấm này không hết được đâu các bạn ạ. Đây này, nấm nó không bao giờ hết được, này thấy không, vẫn còn nha các bạn này. Những quả này mai mốt nó sẽ lớn thôi, nó lớn nó vẫn lớn nha các bạn nhé. Đây này, vẫn nấm còn, không hết được đâu nấm đâu các bạn, nấm vẫn còn nha. Đó, đây này. Đó, không hết nấm đâu các bạn, đây này. Chẳng qua mình vẫn phải xử lý các bạn, đây này. Đó, để xử lý cho nó có thêm cái dinh dưỡng và cái vôi nó đỡ bị à, nó sẽ đỡ bị cái à, hạn chế mấy cái nấm mốc với các bạn nhé. Mình hái xong rồi các bạn, mấy chân nấm nó ngon này, ngon này. Đó, các bạn này, đây chân nó này các bạn. Đó, cái trắng trắng này các bạn nhìn thấy không? Đó, đây là những cái chân nấm nha các bạn nhé, này chân nấm nha, nấm thì vẫn còn các bạn, nấm chế được đâu nha các bạn. Chân mình hái đây các bạn này, đi là có hết nha các bạn, chỗ nào cũng có nha. Đó, các bạn thấy không, ở chỗ nào cũng có ấy. Đây là những cái chân nấm các bạn này, mua nào giống mua nào đây này các bạn thấy không. Đó đó đó, cái chân nấm hết nha các bạn. Đây này, vôi này các bạn thấy không, mọc trên vôi nha, mình thu hết rồi nha các bạn. Đây này, thấy không, đâu đây này. Thấy không, các bạn thấy quả nấm không? À, đó, có cái ra đợt 2 luôn rồi các bạn. Đây là một số cái nhỏ mình đi là mình hồi rồi mình tưới nước đây các bạn. Ở chỗ mình tưới hơi nhiều nó chết này các bạn, không thì nhiều lắm nha các bạn. Mình hái đây nha. Đó. Này, còn sót lại nữa các bạn này. Nấm này rất là to này các bạn ạ, không bung dù các bạn lâu lắm nha. Đó. Thế mình sẽ vãi vôi lên các bạn, vãi vôi lên trên mặt này đi này các bạn thấy không? Cái trắng trắng này mình vãi vôi nha các bạn nhé. Vôi này, đợt rồi mình vãi vôi lên các bạn. Nó ra được 2 luôn rồi các bạn thấy không? Đây. Thấy không này? Đợt 1 cho ăn xong nó ra được 2 luôn rồi các bạn nhé. Đó. Đây. Chân nấm này các bạn thấy không? Cái chân nấm này là này. Đó. Có cái lên được 2 luôn rồi các bạn. Này, nấm vẫn còn này. Chưa hết đâu nha các bạn này, này nấm này. Còn nhiều nha các bạn, đây. Này. Không, mai là 20 cái này này các bạn. Này. Quả là quả đen xì nha các bạn, do mình hái các bạn, gió vào nó sẽ đen này, không sao nha các bạn nhé. Có mấy mỏ hơn không các bạn. Này. Luống nào cũng còn nấm hết các bạn nhé. Này, chân nó này. Này. Nó. Không hết đâu nha các bạn, còn. Rồi, ở đây còn cả cụm này các bạn thấy không? Rồi. Đây. Còn cái này, vẫn còn này, thấy không? Này. Nhiều lắm, còn lắm lắm đấy các bạn này, thấy không? Rồi, thấy không? To hơn một quả trứng nha các bạn. Đó. Bắt đầu vãi vôi lên nha các bạn nhé. Mình vãi vôi lên để cho nó vãi vôi 1-2 ngày mình lấy thu hết, bắt đầu mình mới ngày thứ mình mới bổ sung dinh dưỡng cho nó các bạn nhé. Đến đi chỉ nữa các bạn. Này, mua nó còn nhiều đấy các bạn ạ. Mua nào cũng còn còn nấm không, chưa hết đâu các bạn. Này. Quả to quả bé này. Này. Đó, thôi, bây giờ mình vãi vôi nha các bạn nhé. Đấy, chưa vãi nó một lên đợt 2 rồi các bạn. Rồi, đen thù lù này các bạn thấy không? Đó.
Đấy các bạn cứ làm cho mình nha các bạn. Đây mình vái vôi cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn vái lên mà. Này vôi này các bạn này. Cái bột thế này các bạn này. Nó con cục không sao, nóng kệ nó các bạn, nó không sao đâu. Các bạn rắc rắc lên, nha các bạn nhé. Rắc mặt mặt nha các bạn nhé. Các bạn nhé, đây. Rắc này các bạn này. Đó. Đấy, mình cho các bạn xem đó. Đấy, rắc thế này không các bạn. Đó. Rắc thế luôn các bạn, để từ để mà hô một lúc nữa các bạn nóng nóng là các bạn mới tưới nước các bạn nhá. Cái sáng sớm được các bạn lạnh các bạn đừng không nên tưới nước. Vì còn cái nấm con nó sẽ bị chết đi cho các bạn nhé. Nắng là các bạn hãy tưới nhá. Đấy. Các bạn rắc lên thế này này các bạn này. Đấy, rắc lên. Đều đều hết cái mô này nữa các bạn. Đó. Các bạn cứ rắc lên này nhá. Mình đang kiến mồ đi này. Mai mốt nó sẽ mọc lên luôn các bạn nhé. Nó sẽ mọc lên vôi luôn. Bổ sung chất khoáng cho nó các bạn. Vừa làm vừa quay này, hơi khó đấy các bạn. Đấy. Các bạn rắc sơ sơ lên nó thôi nhé. Các bạn có càng vôi nhiều các bạn rắc dày không sao. Rắc như này, rắc dày không sao đâu, chẳng qua tốn vôi cầu các bạn thôi. Đấy. Thôi, vậy là hôm nay mình chia sẻ ở đây thôi nha các bạn nha. Đây, cái chuồng bên kia mình vừa vô này các bạn này. Mới vô 20 mấy cục này các bạn. Năm 21 bắt đầu vào tiếp nha các bạn nha. Đó. Một tháng mà các bạn vào có tầm mà gần 100 cục là ngon rồi các bạn. Đấy, một tháng mà các bạn vào là thu cũng ổn đấy các bạn ạ. Các bạn mà có nhà các bạn là cứ đồng đồng ở trong nhà các bạn mỗi lần vô một tháng mà cứ xoay vòng có được là 2 lần là ngon. Đấy, là ổn rồi nha các bạn nha. Nông thôn là vậy thôi các bạn ạ. Thôi, chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong video sau nha. Mình rất vui cả đã. Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Các bạn ơi, vậy là một lứa nấm đã kết thúc. Lứa nấm của mình đã thu hết lần một nha các bạn nha. Vẫn là chơi hết lần một nhưng mà gọi là sắp kết thúc rồi. Ngày mai nữa các bạn, đó thì mình sẽ thu hết nha các bạn nha. Cái lứa nấm này đầu đợt này là mình làm 28 cục nha các bạn. Đó, 28 cục rơm. Và mình dùng hết 20 cục meo, 28 cục rơm mình dùng rất ít meo nha các bạn nha. Mình dùng 28 cục. 29 cục cho các bạn. 29 cục mình dùng hết là 20 cục meo nha các bạn. Đó. Lại lứa này mình có nấm sớm các bạn ạ. 7 ngày là mình xả tơ mà nó ra nấm luôn các bạn ạ. Ra nấm lên ghim luôn nha các bạn nhé. Là ngày thứ 12. Là ngày thứ 12 mình đã hái bói là được hơn 10 ký các bạn ạ. Đó, ngày thứ hai nhé. Mình hái bói các bạn, ngày thứ 12 mình hái bói là được hơn 10 ký nha các bạn nhé. Đó, hôm nay là ngày thứ tư các bạn này. Hôm nay ngày mình thu ngày thứ tư. Là tổng cộng là cái lứa này là mình tổng cộng cái lứa này là 29 cục. Mình thu 4 lần nha các bạn. Là mình được 52 ký rồi nha các bạn nhé. 20 28 cục 29 cục rơm nha các bạn nhé. Đó, mỗi cục rơm hơn 10 ký, mỗi cục rơm hơn 10 ký các bạn ạ. Đó. Các bạn chẳng biết các bạn làm thế nào. Đấy, mình nói chung là thế là cũng tạm ổn các bạn ạ. Gọi là cũng chưa đạt lắm đâu các bạn ạ. Gọi là tạm được thôi. Đó. Còn tiếp tục là mai chắc là thu thêm vài ký nữa các bạn nhé. Là cho nó bắt đầu hết hết đợt 1 các bạn nhé. Lần 4, lần 5 lần nha. Lần thứ 4 này mình hôm nay thu được gần 7 ký các bạn ạ. Đấy. Lần 1, lần 2, lần 3 là nhiều nha các bạn nha. Lần thứ 3 chắc nhiều nhất các bạn ạ. 18, 19 ký các bạn nhé. Đó. Là tổng cộng là hôm nay là mình được 52 ký rồi các bạn ạ. Ngày mai chắc thêm vài ký nữa các bạn nha. Là bắt đầu mình sẽ để phơi 1-2 ngày gì đấy,
Bắt đầu mình sẽ đi dinh dưỡng tiếp nha các bạn nhé. Mình đi dinh dưỡng cho nó là đi dinh dưỡng để bắt đầu ăn đợt hai nha các bạn nhé. Đó, hôm nay bắt đầu mình sẽ xử lý à, hôm nay mình cũng hái gần xong rồi, mình sẽ xử lấy vôi xử lý mô nấm nha các bạn nhé. À, xử lý mô nấm để cho nó cái chân nấm các bạn ạ. Mình ăn xong ấy, nó không bị nó sẽ đỡ bị nhiễm mốc và bổ sung dinh dưỡng cho nó luôn các bạn nhé. Vôi là một thành phần khoáng các bạn ạ. Đấy, vôi nó cũng tốt phết các bạn. Vôi nó nấm rất hợp luôn. Các bạn vãi vôi lên là nó nấm mọc trên vôi luôn các bạn ạ. Đấy. Đó, bây giờ mình sẽ chiếu cái mô nấm của mình thu xong cho các bạn xem nha các bạn nhé. Đấy, các bạn nào mà làm các bạn nào mà làm tốt có kinh nghiệm thì các bạn cứ chia sẻ cho mình với nha. Đó, đa số trước mình là làm nấm bào ngư, đầu tiên là mình cũng làm nấm rơm các bạn. Đó, về sau mình chuyển sang nấm làm nấm bào ngư, nhưng đa số nấm bào ngư bữa nay mùn nó các kiểu nó khan hiếm các bạn ạ, mình và chuyển sang nấm rơm, hạn chế là ít bào ngư làm ít thôi các bạn, bữa ít hết. Đấy, cái nhà này nhà mình tận dụng làm hồi xưa làm bào ngư các bạn, mình tận dụng làm nấm rơm luôn. Và là cái mùa mưa này các bạn, nằm ngoài trời nó khó các bạn. Đấy, lúc mưa gió, gặp mưa gió các bạn nó thất thường, nó sẽ ảnh hưởng đến nấm nha các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ chiếu cho các bạn xem mà cái lứa đầu mình thu lứa nấm đầu tiên xong nhá, cho các bạn xem này, chân nấm quá trời nha các bạn.